Anh Toàn đánh giá đoạn này mấy điểm anh? Đoạn này anh cho luôn 10. 10 điểm. Đi lâu lắm bây giờ mới thấy đàn như thế này. Nó thực sự hoàn hảo. Yeah. Rồi, chào các bác nhá. Đây ở khu vực, đây là chỗ nào Thái Nguyên anh nhỉ? Đây Hoài Châu. Hoài Châu, huyện gì? Hà Châu, Phú Bình nhá. À, Phú Bình, à đúng rồi, em đi đúng rồi, Phú Bình. Ây giời, chữ nước đây này. Bài này anh học ở đâu ấy, bài chữ nước này? Anh học gói các chú chứ. Nhưng mà cái chuồng này, chuồng này anh mới xây lượng, mới làm à? Chứ anh nuôi chuồng đẻ nhưng mà anh chỉ kê cái chỗ thôi. À, nhiều nước đấy nhỉ? Nước này mới đúng không? Mới hôm nay đúng không? Đúng rồi, buổi sáng. Ừ, đây là anh chưa được khoảng bao nhiêu phân nước? Anh chữ chỗ này, bên trên này gần chục phân. Trên này chục phân. Chỗ sâu dưới nó phải vào 30 phân. À, nghĩa là anh làm nghiêng đúng không? Chỗ này trước khi là anh chăn lợn mà. Cải tạo. Đúng rồi, nuôi chuồng lợn. Chỗ này đúng ý em đấy. Đấy, nó phải có chuồng ở trong này, chữ nước này và có một cái bể ở ngoài. Này, hỏi chú mà. À, anh mới cải tạo như thế này lâu anh chưa? Cải tạo đây, nên bắt đầu đây. À, bắt đầu. Lứa đầu tiên à? Lứa đấy, lứa đầu tiên của này. Trước anh chăn hơn 1000 đẻ cơ. À, anh chăn con đẻ bố mẹ hay là? Đẻ bố mẹ. Nhưng bây giờ đúng năm, đúng năm rẻ nhất đấy, năm mà Covid-19 ấy. 2020-2021. Bây giờ trứng có 2.500 quả. Ừ. Lúc đấy thì ai cũng chết, ông nào cũng chết, ông nuôi cũng chết, ông giống cũng chết. Bây giờ chết nhiều chú. Ừ. Đây là đàn này bao nhiêu con anh? Đây đàn này có 700 con đấy. 700, giống ở đâu thì giống ở đâu anh? Giống thị phương mà. À, hôm nay chắc phải tầm 27-28 nhỉ? Yeah. Chính xác là anh bắt 28, mà hôm chú có liền hôm mai bắt 28 mà. Hôm nay giao lưu thấy chú hôm mai bắt 28 thì anh... À, đàn này năm hôm nay được bao nhiêu ngày tuổi anh? 11. Hôm nay là 18, 37 ạ. 37 ngày. 37 ngày. À. Được. Tốt đấy, đây em đứng cái này đứng được không anh? Đây chú cứ đi giáp anh đi này, anh đổi giáp chú. À đây đây. Chú giáp anh đi. Được. Giáp em sạch mà. Ok anh. Để em thử đứng đi thôi, em thử đứng đi xem cảm giác của nó có mùi không mùi nhỉ? Không mùi nhẹ tí nào. Không mùi. Em thích cái mô hình này. Em cũng chữ nước nhưng mà của em không chữ được nhiều của anh này, của em chữ kiểu khác. Đây là cái kiểu làm sàn của Thái Nguyên này. Thái Nguyên, Phú Bình thì toàn làm kiểu này thôi nhỉ? Thật ra nó không có cái kia chú ạ. À. Chứ trước kia nó chưa có cái như cái chú nó làm sàn sát. Cái này là anh làm là đẻ. Chứ bây giờ mua này nhiều tiền chứ 38.000, 37.000 cân này. Đây này, cái kiểu của Phú Bình này là có cái một cái lưới thợ ở dưới. Lưới dưới lót này này. Lót cho nó bằng phẳng xong rồi lấy lưới xanh. Là hơi lạc hậu. Bởi vì anh ấy xoạc của anh nhiều con nặng cân đây, xoạc vẫn 4-5 con. Đúng rồi, xoạc, chính xác, xoạc. Chỗ này thôi, nhưng mà hôm hỏi chú anh em giao lưu với nhau. Vâng. Thì cũng có đạt không? Đấy là hôm mà anh bỏ. Hôm nay là 38 ngày. Hôm 32 ngày cân 8 này. Anh bảo chú đây, hôm đấy mà chú quen lần trước anh gặp chú rồi, nhưng hôm mất điện thoại. 32 cân 8 mà đạt đấy, to. Thì đến nay thì này, nay là vào 37 ngày, sáng ngày cân là con to khoảng 2 cân 2 mấy con. À đây, đây đây đây, thử cân được luôn đây. Đâu anh đó? Đây, anh nhặt đi. Có anh ra lại chú rồi. Rồi rồi rồi. Rồi rồi rồi, đúng rồi. Bắt cứ bất bất kỳ đấy, đây là khoảng nào cho hẳn con nữa vào anh, hai con đi cho nó công minh, hai con nào. Đó, đấy rồi, hai con là 5 cân mấy, 5 cân 2 rồi, xem bì bao nhiêu, thế là biết rồi. 5 cân 2 mà trừ cho 7 lạng rưỡi, 8 lạng đi, 5 cân 2 thế là 4 cân 4 cân 4 à. 52 trừ 8 4 cân 4 anh sai, anh cân nhiều con 22 mà. Rồi 52 mà trừ 8 44 đúng rồi, 2 cân 2 xô 2 cân 2 anh bắt nhiều con 22 mà bắt cân. Em nghĩ nó chỉ được 2 cân 2 thôi anh ạ, hoặc to hơn không đáng kể. 2 cân 2 thì 10 vừa nãy nó là 37 ngày. 37 2 cân 2 được, đạt. Đấy, đạt đều đấy. Mấy đàn này đều mà nhỉ? Anh hỏi chú có đạt không? Đều. Thế là hao bao nhiêu con rồi anh? Từ bén rồi. Chết mất một con. Vãi, chết một con. Chết một con, sau đó nó bị tụi trùng. Tụi trùng thì anh em can thiệp vào chết. Mất chết 1-2 con. Thế sau anh em nó vào nó xin 2-3 con về nó mổ khám. Vào điều trị thì tổng bây giờ cũng chết mất 7 con. Cả uống 7-8 con. Chưa hết số cho. Cho 14 con. Anh trả được con nào cả? Không có, anh lấy của anh đấy. Em 1.000 nó cho 20 con. À, em về tận Thị Phương em bắt mà. Anh không được con nào cả. Mai em bắt tiếp đi. Mai em phiên ngày mai là 26. Không được con nào cho chứ. Thế là khả năng nó cắt của anh rồi.
soi làm nói. Cứ mỗi một khay nó sẽ cho một con. Không được con nào. Là vì cái giống địa phương là thông thường là 1020 hoặc là 501. Kiểu gì cũng thế. Thôi được, mình chả cần nó cho đâu, miễn là nó không, nó đều. Đây anh nghĩ. Không phải anh bắt đâu, anh đặt qua ấy chứ cũng vào mạng tra trên mạng lấy số điện thoại ấy. À đặt của bà nào, bà quê hay là bà chị Luyến? Tên gì mà chú Sơn. Tên gì mà chú cho sao, chú cho số đấy, sao anh Quyết à? Không biết tên gì, đúng chú cho số thì anh tra lại cái số của anh đặt hàng rồi. À. Là khớp nhau. Đúng, đây là Thụy Phương mà. À. Cái biểu Thụy Phương là chuẩn mà anh. Ừ, anh chuẩn Thụy Phương nhiều rồi. Đúng biểu mà. Trước kia anh chăn Thụy Phương rồi mà. À. Nhưng mà anh chăn bố mẹ thôi đúng không? Anh chăn bố mẹ thì thật ra anh cũng không phải xuống nước mắt. À. Bây giờ qua thằng Đà Bắc này. À. Nhưng mà thật ra mình tin tưởng, nhưng bây giờ nó không phải giống bố mẹ chị. Ừ. Đưa hàng khay hay đẻo. Ôi giời, bắt đơn giản mà. Bây giờ bắt phải tận cơ sở chứ, có phải là bắt quài đâu, bọn em thế. Anh mai đặt, bọn em về tiếp đây. Anh đặt ở trên đấy thì sao, bắt đầu tra cái số của chú cho thì nó khớp số. Đấy, thì chắc là anh Quyết. Đàn này em nghĩ là đều đến chắc đều tuyệt đối, chưa thấy con nào bé đâu ấy. Có 3 con bé, có 2 con bé, anh chăn chứ có 2 con bé. Em còn nhìn chưa thấy con nào bé ấy. Thật ra đàn nào anh cũng phải, anh chăn ngan thì không phải là ít thời gian nữa. À, nghĩa là bây giờ qua giai đoạn nó thăng trầm rồi anh lại chuyển chăn lợn. À. Chăn lợn nó có dịch dung chảo vaccine lại quay về con này. À. Toàn bộ cũ rồi, anh toàn sàn của lợn để anh nghĩa ra đấy. Quyết một phát là chuyển hết luôn. Chuyển hết đấy. Giờ có lợn nào đâu. Cái chuồng này được khoảng 150 vuông không anh? 130 mét nuôi 700. Đấy là trên này, còn chuồng hành lang này giờ làm bể. À không, bể là bên ngoài mà em nhìn cái bể là bể mới của ngoài. Là có chặt được chú? Chặt đấy, nếu mà nó to là chặt đấy. Đây anh tính nó nằm này thôi mà nó bé, nó khoảng 4 cân rưỡi một con thì chặt lắm. Anh tính mà nếu mà nó chặt thì có thể anh cho ra ngoài được 200 cho nó vận động như này xem nhà nó có. Ừ. Được, cái chuồng này thoải mái cơi nới được. Tóm lại thoải mái, nhưng có gái là mình cứ nuôi dần dần đã. Được đấy, cái chuồng này mát đấy nhỉ? Mát này. Và cũng rộng rãi thoải mái. Đấy, đều nhỉ. Cả này em nó đang tìm cái con nào kém để nói nhưng mà chưa thấy con nào kém đâu đấy. Thật ra nếu mà để tìm thì hơi khó. Đúng rồi. Thì anh chăn anh phát cám rồi chạy thì nó đều. Có con nào 2 con. Thế nên con này hầu gần như là hoàn hảo đấy nhỉ. Từ bé con giai đoạn nó bị thì nó tiêm nó bé, còn thì mấy con yếu nữa thì cũng như thế thì nó xin 2-3 con và nó mổ khám. À. Để nó phác đồ điều trị. Thế từ bé là tóm lại từ bé rồi không bị đặt gì đúng không? Đâu, bị dã mũi thụ trùng rồi. Tiêm mà anh? Tiêm. À, tiêm lúc bao nhiêu ngày tuổi anh? Tiêm lúc đấy chỉ hơn chục ngày thôi, nó khoảng 14-15 ngày đấy. À, thì lúc đấy nào tiêm nhẹ nhàng, khỏi ngay. Tiêm 2 mũi. Viêm gan không bị, thương hàn không bị. Thương hàn không, thương hàn không. Anh uống ở chỗ nào? Anh uống trên này. Thì la em xem. Trên cái sàn lợn đẻ. Nhưng mà cái chỗ này tưởng phải thoáng này, mà lại mát nữa nhá. Nhưng mà chỗ này nuôi nó lại hơi chặt, 130 mét mà nuôi 700 thì hơi chặt, nếu mà nó to. Nếu mà to đấy, anh có phương án 2 rồi. À. Lại là cho 1-200 dưới này lại bể kia. Đấy chứ anh bể chăn 1.300 đẻ. À, đẻ chăn đấy. Ừ. Chuồng kia là chuồng để cho nó đẻ, nó vào đẻ. Đều, đây này đều. Em nghĩ là 2 cân 2 là đẹp, đúng 2 cân 2 đẹp đấy. 37, 2 cân 2, đúng biểu của nó đấy. Đây anh đang cho ăn tự do luôn à rồi à? Anh tự do từ bé cơ. Tự do từ bé luôn? Từ bé luôn. À. Anh, từ khi anh chăn ngan chân vịt những giai đoạn 2006 hay là 2007 đã chăn đến 1.000 vịt rồi, nhưng bây giờ từ bây giờ anh cứ cho ăn thoải mái, anh cho ăn tự do, không hạn chế. Đây là cám 2 rồi đúng không? Cám 2 anh đang trộn đấy. À, lẫn nửa 1 nửa 2. Thế anh trộn ăn thì đi bán hay ăn đến bao nhiêu ngày anh? À? Ăn trộn đến bán hay là trộn đến bao nhiêu ngày? Trộn thì nay chiên hết rồi. À, nghĩa là đang thời điểm giao cám, chuyển cám thì mình trộn nửa lọ nửa kia. Thế thông thường là cái nước này thì bao nhiêu ngày thì anh thay một lần? Nói chung nó cũng không cứ được. Anh như đang hiện tại như này là 2-3 ngày. Nhưng mà các em không thấy mùi. Không có mùi. Không có tí mùi nào. Cái này không có mùi. Cái năm anh chưa làm anh chăn ngàn đẻ nó sợ vừa có 1.000-1.300 mà đi qua cổng, nếu có chú qua cổng có khẩu trang. Tất cả mọi người đang đi trên đường đến ngạt luôn. Anh đổ hết màn. Ồ. Bê tông anh vẫn như này, anh lái anh phụt rửa ngày 2 lần. Đấy. Thế mà vẫn có mùi. Đây là cái kiểu xây của Thái Nguyên là xây kiểu này đây. Đúng rồi, em đi chạy nào cũng kiểu này hết. Không, anh không hương đâu. Đấy, bây giờ anh, bây giờ anh đặt ngăn đẻ là anh đi hỏi trên, đúng rồi, trên Phú Bình ấy. Ừ. Trên họ cũng làm này thế. Toàn bộ Thái Nguyên, Phú Bình làm hết như này. Nhưng mà thế này thì tóm lại tận dụng thôi. Tận dụng giá thôi. Hợp lý. Không phải thế là lỗi như này. Anh nói chú bây giờ nhá. Giữa cái này cộng với cây dưới này. Ừ. Chia ra cộng thêm cái của chú đang làm ấy. Thì nó đắt cũng không chắc. Bằng nhau. Đấy, bởi cái này nó 30 mấy cân rồi chứ đâu. Ừ. Bọn em bên kia thì cái
À, cái lưới này, cái ở dưới này thì nó không có dính phân gì cả. Ừ, đấy, nó không dính phân. Nó chỉ phân dính ở những cái gạch kia ở đây của anh thì cụ anh không dính, không như không dính. Anh không dính. Thực ra những cái mô hình như này nó mùi là mùi do cái phân nó dính ở những cái này thôi. Chứ còn dựa đã tõm xuống nước là ngon. Nhưng mà cái này phải cần nhiều nước này, chứ không ít nước là không chứa đâu. Cái này tính là mấy chục khối đấy. Mấy chục khối mà. Mấy chục khối đấy. Không ít đâu. 130 mét nhân với 10 phân. 10 là cả bù chứ kia, ở dưới kia phải có 15 phân. Với trong 15 phân. 20 khối. Đấy, không ít đâu. Nhiều lắm đấy. Nhiều chứ. Thế là anh không cho tắm mà đang nóng phải cho tắm như thế này. Anh chưa cho. Chưa cho tắm, à? Nghĩa là bây giờ anh sốt đến đặc chìm. À. Có lúc này thì hẹn cái chú giao lưu chú đến phần bên anh có nhà thì anh đang hộn cưới chứ anh bị làm anh nhà trong nhà đâu. Rồi cuối em cho tắm từ lúc 10 ngày tắm liên tục rồi cãi tắm ra này sợ chìm mất chìm sát nước anh không chìm đâu tắm đi anh đang tính cái mành này mai khi anh hạ xuống anh lại chỉ để khoảng 10 phân cho nhảy nó nằm đứng trên cái mành đó cái nó vầy thôi nó vầy khi nào nó ổn định khỏe rồi thì bắt đầu có em cứ khoảng 14 ngày em cho ra bể hết em cho ra bể hết rồi bây giờ đang đi chơi mà em ngày cho ăn có 2 bữa này sáng bữa tối bữa là cho đi chơi hết anh... uống nước bể anh thì chú bỏ đi làm anh chị đi làm suốt đi sáng vác cám chiều tối thì có cá thì có chăn bữa thì để lúc đấy thì về thì đúng rồi đó. Nên là cho uống nước là chảy tự do này luôn đúng không hết thì tét xuống thừa lại xuống bể muốn uống thuốc gì thì trộn vào cám à không nếu thuốc anh cắt hết nước đây anh có bao bịch này anh lại chăn lại nếu mà muốn uống thuốc thì lại trộn vào đây anh cho khác cho nó đều cho hết cái này rồi giải ra một loại ok nếu không trộn vào cám chẳng cho vào đây thế là khi tháo là anh tháo mấy ô hay cả một ô này luôn này cả luôn đây cái kia đây à ông 90 đây à 101 chứ 110 mới chống được chứ không 90 tháo lâu lắm. 110. Rồi ok. Được đấy, đều đấy, đàn này đều. Đâu anh cũng thể thấy... em cũng thấy nó đều. Giao lưu chú của nhà con. Là vì thứ nhất là giống em bắt chuẩn, thứ hai là nó không bị bệnh gì cả. Không bệnh tật. Thế là chị Phương lại cho mấy lần rồi, cơ mà nhưng mà con nó cũng không đạt bằng chưa đạt bằng ấy. Không đạt bằng vừa bằng đại xuyên á. Đại xuyên. Đại xuyên ạ. Đây là anh biết Thụy Phương này, Thụy Phương cẩm giang không? Thụy Phương này là phim thương phẩm. Còn Đại Xuyên nó là cơ sở bố mẹ. Nên là giống nó to hơn và giống nó khỏe hơn. Nó khỏe anh chăn rồi. Cái năm nọ anh chăn cũng 500 mà trong phiếu đó là bắt về cũng một chiều rồi. Đặt về chiều thì chiều tối gửi lên. Ra phía yên lấy mấy anh em uống cũng như tôi về nó chết như là nó ngạt về đây mở chỗ uống gì nó ngạt nằm liệt hết giải ra toát mồ hôi. Anh lại quay video tiếp cho cái thằng đấy. Anh em nó cũng phải nói nó cũng sòng phẳng đấy. Thế là quay video luôn gửi trực tiếp qua trực tiếp gửi luôn cho nó đây ngang về như này về đến nhà mở ra đã thế này hết rồi ngạt. Thế sau đó nó bỏ thuyền bao con chết anh nhặt để hết đấy em chịu chưa. Thế sau đó nó chịu sạch mà đây không phải lỗi ai bẹp không bẹp nha đây vẫn nguyên xi. Chắc là chở xe nó bị bí nó bí nó ngạt mà hai đợt nó nóng. Thế mà về bị nó bị chết như thế chết mất 10 gần 2 chỗ con giờ chết tại chỗ sau đến hôm sau vẫn chết nó vừa chết mất gần 50 con. Thế mà chết thì anh chăn lúc đấy cũng 74 ngày. Đến nó thằng ban ngan anh dục nó bắt giống. Thế dục nó lại tiêu thụ sản phẩm. Thế dục thằng này có bắt không tao bán nữa rồi. Và mấy lúc trước anh không bắt qua chúng nó. Mình bắt. Nó bảo anh được hơn 70 ngày bán thì một chú bán tao bán thằng khác. Tiền bắt giống người ta giả sản phẩm với là ưu tiên các chú cung cấp thì ta lại để các chú. Nhưng mà đạt đâu anh? Nó vào, ôi bây giờ 5 cân 2 và 70 mấy ngày. Ghê vậy? Đàn này của anh nghĩ chắc cũng khuôn nóng này chắc cũng phải khuôn cân tầm 5 cân chứ đàn này. Nếu mà đúng biểu của nó là sẽ đạt trên 5 cân. Đây anh nghĩ là thế bởi bây giờ 30 mấy ngày, 37 ngày của anh giờ. Nó lớn nhanh lớn từng ngày một. Anh đang cân mấy nay cân suất vợ nhỏ sao cứ làm sao cứ cân liên tục như đang ham. Đúng mấy ngày cân lên lạng đấy. Tầm này là mỗi ngày đem lạng hoặc là cùng lắm là 2 ngày một lạng. Mỗi ngày một lạng anh cân thử mỗi ngày một lạng luôn ấy. Đấy từ nào. Hôm anh bảo chú là bao nhiêu? 33 ngày. 33 ngày cân 33. Cân 8. Cân 8 anh bảo chú đấy. Thế là 37 ngày đúng 2 mỗi ngày một lạng. Mỗi ngày một lạng. Thì bảo 4 ngày là 4 lạng không? Đấy. Mà anh cân thử chú luôn đúng mỗi ngày một lạng. Thế bây giờ mỗi ngày ăn khoảng mấy bao anh? Đến 7 bao không đến. Bây giờ chưa, giờ 5 bao thôi em. 5 bao. Các 7 bao phải giai đoạn phục chục ngày nữa. Tầm 50 ngày. 50 ngày thì được chung bao. 7 bao là vì thông thường 1000 nó chỉ loanh quanh 10 bao thôi. 10 bao. Nó hơn thì hôm sau lại kém đi. Đúng rồi. Đa tầm lớn nhỉ. Thế là trước là anh có nuôi thịt không hay là trước anh cũng nuôi thịt mà những giai đoạn trước chỉ nuôi nhỏ thôi, nuôi 300-500 thôi. Bây giờ lứa này là lên 700. Hôm nay anh đặt 1000 nó không có. 1000 thì anh em
cơ bộ không có thì mình cho chứ mình à. Thật ra mình chưa. Đây là giống thịt phương. Đúng rồi, con đại xuyên nó to hơn nhiều anh ạ. Con đại xuyên nó biểu trên 5 cân. Còn con này nếu mà thực ra anh nuôi đạt như này nhưng mà về sau nó vẫn bị có thể nó chậm lại nhỉ. Vì nó rơi vào mùa nóng nữa. Mùa nóng này nó chỉ đạt khoảng 4 cân 7 là đã là đạt rồi. Anh nghĩ là này khuôn hết chắc là không khó. Còn như bọn em đi vào mùa đông con này 75 ngày là 5 cân 3. Đấy, 5 cân 3. Đối với những đàn tốt là tức là không bệnh tật này. Thứ hai là ăn cám tốt, đấy tí mà hỏi cám nữa. Đấy, và thứ ba là mình chăm chuẩn, giống chuẩn thì sẽ được như vậy đối với con Thụy Phương này. Thật ra là anh chặt mãi rồi, kể cả là giống nào giống giai đoạn úm, giai đoạn quyết định. Úm quyết định à? Ừ, anh thấy giai đoạn úm quyết định. Ừ. Liên quan đến về sau nữa hay là liên quan sau nhiều. Thứ nhất là úm thì đảm bảo ấy, là con ngan nó khỏe mạnh, ít xảy ra bệnh. Úm chuẩn thì về sau là nuôi nó dễ, nó có cái thời điểm ban đầu nó có cái lực nó bật. Nó có cái lực nó bật chứ không nó giặt dẹo. Em phải nhìn biết ngay mà nhìn đàn nào kém từ nhỏ là nó sẽ không đều. 2-3 lớp. Đấy, còn như thế này của anh còn chưa tìm thấy con nào để kém kém mà để mà úm của anh thì để anh trước anh nhiều chuyên gột gà úm chăn có trước kinh nghiệm rồi đúng không? Mà dù có cái nhiệt độ nhiệt kế ở đó nhưng để cứ làm sao nó tản đều được. Mùa đông chứ mùa hè nó tụm lại tính, cái mùa hè tụm lại vẫn phải tính nhỉ. Nhưng mà đấy là anh làm tốt thôi, nhưng thực ra trong điều kiện thực tế người dân bắt giống vẫn kém chẳng hạn thì nó cái khâu giống khó kiểm soát là cũng rất là khó. Đúng rồi, không giống. Đấy, giống khỏe kết hợp với người úm chuẩn thì mới được thôi. Đấy. Ừ. Được. Con ngan thì theo hôn an là tốt. Cái đàn hôn mất nhìn ba ngan bố mẹ được chưa. Đến lúc chết có hơn chục con không? Xem có ông úm cứ ô 100, 101 đợt nhìn mấy ảnh có độc ồ độc ồ rồi mình chăm nghĩa là chia nhỏ ra được thì tốt. Chuyện với cái giải pháp chữ nước này thì không có mùi. Mẹ làm này được mà, nó ở Thái Nguyên làm này cũng được này. Anh khỏe chú, mai khỏe anh à đấy trời ơi đây đang đi soi con bé để cho bác xem mà không có con bé luôn này. Anh cho tắm thoải mái đi anh. Ui trời ơi cho tắm đi. Bây giờ hạ xuống dưới chỉ đủ 10 phân rồi đã nhảy đã. À. Đấy, khi mà nó quen rồi mới cho nó tắm lặn được. Yeah, quen cho nó tắm từ lúc 14 ngày á. Anh ấy tất cả thứ cho anh xem mình còn là để khi nó ra lục vai như này mình cho tiếp cận. À. Thế tầm này cứ nhốt đã, toàn bộ nhốt. Xong là khi nào nó đủ lớn là mình cho nó xuống. Những cái này anh kiểm soát được cả nước uống nữa, kiểm soát được mọi thứ đó. Nhưng của anh ấy lại thấy anh chơi rồi. Đây là cho nút này thôi, còn nút thuốc anh cắt hết. À, cắt hết đúng này. Rồi, anh cắt đơn giản mà. Để cái này khô khoảng khóa văn tổng bên kia thôi được. Rồi. Đây, có cái này vét đây. Đây, đấm như gọc con vét này rồi. Ủa, có hơi chú túi đây. Đấy, đấy. À, đấy. Lục vai rồi. Ừ, đấy. Đang thế này đạt 99%. Được, ok. Cái đúng là cái lưới này nó có tỷ lệ nó sọc chân anh ạ. Sọc chân đúng không? Sọc chân. Anh thấy rồi, nó khoảng. Cái toàn bộ lưới thép thì nó sẽ có, cũng có nhưng ít hơn. Cái này mới cái lưới trắng ạ, cái lưới mà bọn nó làm tấm ui xoạc với ạc, ui trơn xoạc. Cái này thì của anh ấy kể ở trong nhà này thì cũng được vài năm, mấy cơ bản của anh làm cái kiểu này là dưới nó có một lớp lót. Anh nghĩ là nó còn được nhiều năm chú. Bởi vì này nó chú nhá, cái này là 2 năm này. 2 năm ở đây chú biết kìa, anh vứt kìa, xuất kìa. Đấy vừa rồi cũng vứt đi, anh chả để đâu cả. Anh tưởng ái có ái đâu, vừa rồi trước khi vào vừa đi kiểm tra không ái, dài lắm đây. Chứ không có vài năm đâu, anh nghĩ là nó nếu mà trong nhà thì không. Nếu trong nhà lâu không mưa nắng được khoảng 5 năm thôi. Hả? Được khoảng 5 năm thôi. Kia phơi nắng mưa nắng của anh 3 năm rồi kìa. Yeah. Đây này anh. Kiểu anh mua được loại lại tốt nhỉ? Bên em nó có chỉ có khoảng 5 là bục quét rồi. Mà anh gặp đi gặp lại rồi vẫn dai lắm. Rồi. Bao nhiêu thứ nó còn lại không đi. Nó xoạc chân, nó béo quá anh. Tính tưởng tượng nó béo rồi nó xoạc cái chuyện bình thường có gì đâu, chị nó béo quá. Béo mà. À, được đẹp đấy. Này cân ngẫu nhiên. Này. Cân ngẫu nhiên này, cứ tháng ngày cân mấy con ngẫu nhiên. Cứ mà có là ngan đẹp rồi phải cân suốt ngày. Đó. 5 cân nó tầm cửa nãy 5 cân 2. Nó đều nhau chứ. Nó cũng đều. Có lại đều đấy, đàn này là cửa 2 cân 2. 37 ngày 2 cân 2. Không có gì để chê. Em vào ưng đầu tiên ưng cái chuồng, thứ hai là anh nuôi cũng tốt đấy, anh thực sự nuôi tốt đấy. Để mà nuôi được đều như anh là khó đấy. Bọn em không được như của anh đâu. Bởi vì bọn em cũng nhiều việc, bọn em nuôi thử nghiệm. Chú ấy nó đa phần đi quay mô hình cho các anh học hỏi với các anh lại học các anh cái mô hình thôi. Không bọn anh học gì để học. Bọn anh quá thế các chú có nhiều cái hay. Bọn em đi quay thôi, còn em nuôi bình thường. Quay trong nào cách độ mười mấy nhiều chạy trên Thái Nguyên nó là 3.000 nhỉ. Vâng. Cái bên trên này cũng được cái sau lại chết. Và câu là lứa 1, lứa 2 là phải chuồng. Ừ, nghĩa là được mấy lứa đầu đúng không? Lồng một chút lồng lại quay lại
từ giờ thì đi từ giờ không bao giờ thuê nữa, nó quen. Nhưng cái xã này có nhiều người nuôi ngan không anh? Nó thật ra chú về Hà Châu chứ không phải chỉ có anh. Cả xã Phú Bình nuôi nhiều mà, Phú Bình ở cái vùng trên kia nuôi nhiều. Rộng. Chùa Dâu chứ chùa gì nuôi nhiều lắm. Đất trên họ rộng. Ui nhiều chứ đây rộng lắm. Cứ kèo kìa. Chú về Hà Châu nó nếu hỏi anh về về kể về chăn nuôi kiểu con lợn nữa, con gà thì chỉ hỏi Hà Châu có ai thì đến rồi như là gà ít người nuôi lắm nên là cái cơ hội cho anh thành công vẫn tốt. Rồi anh thì cũng coi như là trước cũng nuôi rồi nhưng anh sợ là cái giai đoạn nào nhất, anh thấy cái giai đoạn nào nó hay nhạy cảm nhất. Đây này, còn đang ra lông vai đấy đúng không? Đang ra răng lược, lông cánh. Đấy giai đoạn này phải đi. Đấy con này đang kiểu muốn xoạc xoạc chân thì sao thế đi nữa. Nó con ngan nó đi nó không được tự tin. Nó đi nó cứ rén nó kiểu nó vừa nó trơn nặng, này. Nó nặng nữa, không đi như cái sàn của bọn em bên kia nó đi cứ bình bình nó chạy mầm luôn đấy. Nó phẳng, nó khỏe. Đấy. Thế này cũng được rồi. Được. Giai đoạn này này, giai đoạn nhỏ nữa nhỉ? Nhỏ anh úm cẩn thận nữa. Giai đoạn nhỏ thì anh chưa rút. Và chưa thất bại giai đoạn nhỏ. Có bị viêm gan mà nó đến không thể nữa. Thế là cũng tiêm 2 mũi rồi à? Thực ra này chia sẻ với anh em, riêng con ngan đã động đến kháng sinh, uống thì không nói nhưng mà đã động đến tiêm là cũng không thể nào hoàn hảo được. Anh cứ nuôi anh biết nhé. Đặc biệt là cái mùa nóng này nữa, của anh mùa này anh chỉ đạt 4,7 cân là đã gọi là 9 điểm 10 điểm rồi. Vì cái mùa nữa anh ạ, bây giờ nó đang tầm lớn đấy thôi nhưng mà đến cái tầm đó nó chỉ ăn có 7-8 bao, nó không ăn được như mùa đông. Mùa đông nó ăn lên 10 bao, 12 bao ăn được. Nhưng mùa hè lại không ăn nữa. Gì nó phải ăn được. Đấy, và thứ nhất, thứ hai là của anh cũng ăn kháng sinh tiêm rồi. Nên là kiểu gì ảnh hưởng đến nó không mất cái sự hoàn hảo đi, nó để anh thật sự hoàn hảo nhá. Thì anh thử theo dõi, nuôi thật tốt thì em nghĩ là cũng khó để chạm cái mức 5 cân. Khó thực sự ấy. Mùa ngày dày, anh nói mùa ngày dày thì cũng nói như nếu đàn này tầm có tháng 9 hay 10 thì trong tầm đàn này đấy, nếu mà mùa đông có thể được, mùa lạnh có thể được, nhưng mùa nóng này thì em nghĩ đàn này tối đa là xô là 4,7 cân. Thế là xuống rồi mà. Đấy, như thế là xuống lắm rồi nhá. Đấy, xem có chú đặt giao lưu cho tên gì ở Thái Bình nhỉ? Có 3,7 cân, nếu ăn được mua 3,7 cân thì giá giò thì sống chứ. Đấy là giống ngoài thôi anh. Em nhìn cái tỷ lệ đồng đều em đã biết rồi, không có cái điểm gì để gọi nào để tham khảo góp ý của anh nữa, là vì nhìn nó đều này chứng tỏ là nó hoàn hảo. Đúng như chú bảo, cơ bản nó là con giống và cái người mức độ phải chăm nuôi con giống này, kỹ thuật này và cái cám, tí em xem cái cám của anh này, cám quan trọng, đạt được như thế này không phải là cám kém. Không, cái cám ở đây này tốt như anh chú cám đấy, cám nữa nhá, không nếu mà cám bình thường không thể đạt được đâu. Nên là bọn em đi là nhìn cái sự hoàn hảo người ta có là biết rồi đấy. Nhìn dễ vơ của Đại Xuyên này à. Nhưng mà sau đợt bây giờ các vị này nếu mà không bắt xô lạnh mắt. Ừ. Sao bảo bây giờ không có vịt cá chỉ có vịt được thôi. À, vịt nó chọn được cái cả. Chọn được cái. Chắc là cái là bố mẹ nó, một cái là bố mẹ. À đã chơi với Đại Xuyên trung tâm. Ừ. Đúng vào trung tâm mà, chứ anh không bắt ngoài. Nếu mà bắt con giống thì có trung tâm nhưng bắt ngoài gì. Thì nếu mà anh vào vịt thì anh kiếm rồi. Nhưng mà nó không khoái như con ngan. Đàn đấy kiếm. Nếu mà đàn đấy vào 1,5 bây giờ bắt đầu ra được rồi này, 3,7 rồi nướng ra này. 1,5 kiếm 5 chục. Nhưng mà thực ra nếu anh nuôi rưỡi giờ phải có tầm cũng 70 dư. 70 à. Bây giờ đang 45-47. Tóm lại cũng kiếm. Nhưng mà đang nói chuyện với anh, thực ra anh nuôi con vịt đạt anh không khoái con ngan. Làm có cái anh ra cân hàng ngày chứ con ngan đâu. Nó nhanh ra, nhanh hút đàn vịt như này được chứ, anh chăn 1,000 vịt. Rồi. Nói chú đây anh có bờ sông trước kia chưa kè. Anh chăn toàn đi sông rồi, 1,000 vịt bây giờ 2,007 chú biết lỗ bây giờ lỗ 17 triệu, 2,007 to lắm chứ. Vịt từ khi 3 cân cho đến lúc vừa bán 3,3 cân, lúc bán còn 3 cân. Tôi biết là khi nó rũ hết lông tơi, vịt làm gì có chuyện vịt nuôi vịt 63, số 4 ngày bán. Ôi thì chết, vịt anh chỉ quá một tuần là anh đã lỗ rồi. Nhưng bây giờ họ chết cái giai đoạn này, anh nói chú cứ gọi họ đến họ nhìn cái, tá ngày tầm có độ 50 ngày nó không thầm đến. Sau mình phải nó hớt lên từ cái giai đoạn trước, chú được 60 ngày đã nó hớt, hơn 60 ngày nó đến nhìn cái, nó lại đi. Nó ế vịt ở nó ế, nó rũ lông tơi, anh nói chú nó rũ lông tơi khô, vịt muốn biết bay đấy. 60 ngày bắt đầu nó thay lông. Đấy. Đấy là ngày xưa thôi, ngày xưa nó có thời điểm nó không bán được. Bọn Phúc Thụy với Đông Anh nó đi xem, bây giờ bọn nó đi không chụp, bọn bắt anh nhiều lắm ngan, vịt bọn nó nhiều. Chuyển con ngan thì hợp lý hơn, nhưng mà nó khó nuôi lắm, khó thực sự đấy anh. Anh kiểm soát được nhiều thứ thì mới được thôi, mà anh không kiểm soát được cả sự đơn giản nhất vấn đề giống. Để mà đều rất là khó, mà bệnh ấy, kể cả bệnh ấy, đôi khi nó bệnh nhưng nó có lực lớn. Bệnh thôi, đôi khi nó bệnh.
Thật ra uống riêng của anh uống nước để trước anh ra, uống riêng dòng nước của anh lại gần như là uống nước nó toàn uống nước sạch thôi. À thế là anh phải có hai hệ thống máy bơm riêng, cái máy bơm trữ nước này là anh lấy được đâu? Đấy, giếng khoan đi. Trữ nước ở dưới cũng giếng khoan. Đúng rồi, khoan. Cho ở sông được mà. Không, anh đặc biệt không được. Thế phải mấy giếng chứ, một giếng đủ không anh? Anh ô dưới các chú dùng giếng công nghiệp mà. À đây. Máy bơm này đây, máy bơm gì to này. Đây em sang cho úm nào. Giếng nhà được, làm được cái okay, okay. Mỗi tiếng của anh máy 6 7 khối nước mà. À. Thế thì khoảng 2 tiếng ở đây, áo phải tầm 3-4 tiếng. Đấy, cái này phải được mấy ngày, có cái mình cẩn thận. Đấy, tầm này đang rụng lông, thay lông tơ rồi. Lông tơ đổi sang lông bụng, lông vai, lông cánh. Lông này để bơi, anh phải bơi tầm này đi, để nó bơi. Rồi. Mai đẹp ngày cưới, cũng phải cho đẹp ngày đấy. Đây phong thủy đi. Đôi khi nói không phải bảo mê tín, đúng không? Đấy. Để bọn em đi thế. Ok. Mát nhỉ, chỗ này mát đấy. Có cái cây sung này cũng phong thủy đấy. Đấy, nếu mà sung đã. Được, được. Được, nhất trí. À đây ngày xưa lợn nhiều đấy nhỉ. Giờ đó anh nuôi 30 nhà anh mà. Thế đây anh uống ở đây à? Đây anh xem nào. Thế anh có xác định kế không hay là cứ bán hết rồi vào tiếp? Sau này anh chắc phải hết đi. Là vì anh cũng là gọi là chăn nuôi là phụ thôi đúng không? Có nghề. Nếu mà nó có phân, nếu mà phân chuyển được mà cảm thu nhập nó ổn định. Đúng. Đấy, thì mình chuyển. Đúng rồi. Đấy, tính như được cái chỗ này này. Ôi rồi. Bao nhiêu củi. Ôi anh phá hết cả dàn củi này chứ. Tóm lại là tôi chia tay luôn rồi anh ạ. Rồi nó bị dịch còn sót mỗi con này này. Mất mấy trăm triệu rồi. Thế anh uống ở chỗ nào? Đây, chú đây. À đây. Ủa chuẩn. Anh bên em thế cũng lợn. Đây tận dụng, đang thừa cái này. Bây giờ vứt đi 20-30 triệu làm gì, lại làm cái sàn này uống được. Uống đấy anh, uống này. Sàn này uống rất tốt. Anh không cần phải sàn khác, cứ sàn này tận dụng luôn. Bên em cũng đang chuẩn bị làm cái khu khoảng 50 vuông để chuyên để úm. Tận dụng luôn. Cái chỗ này mát nhá. Giữa trưa vào đây mà mát nhá. Đây bóng cười chết thế này. Đây làm giấy tờ. Ông đàng anh hoàng. Đi con nào để ngày nào thì giống lần mấy ghi cụ thể mình làm học theo mùi trang trại riêng và lợn anh tập huấn nhiều lắm. Mà cơ bản châu Phi nó cứ lao vào mình phải chịu thôi đúng không? Châu Phi anh hai giai đoạn, một giai đoạn một phát thì nó. Đâu anh ăn cám gì đấy? Cám gì đây? Công ty nào đây? Greenfit đây, hôm qua anh gửi. À Greenfit à? Cám này tốt này, bọn nó chuyên gia công vịt với ngan bọn này. Đấy, chân bọn này. Đạm 16. Nó về anh khoảng bao nhiêu? Giờ về cái giai đoạn này giai đoạn anh lấy cám 2 đi. Cám 2 à, 200 gì rẻ đấy. 270 anh giai đoạn chưa lên thuốc. Anh quật. À. Mình là người có tiền. Nhất trí đâu. Đúng rồi. Rồi anh hết chăn nuôi của lâu năm rồi. Đừng thế đây là từ bé rồi anh dùng thuốc thế gì chưa? Đây gì đây? Đây. Sao lắm khoáng thế? Đấy anh đợt này lên 5 cân. À đây, mấy 1 2 3 4 5 ui nhìn chục cân này. Đâu có 1 cân đấy, có 5 cân thôi. Khoáng này. Cân. À mọc lông. Tầm này uống được kích lông của anh này. À. Thế thuốc bổ thôi, kháng sinh thì chắc dùng ít thôi đúng không? Kháng sinh anh giờ mới dùng amoc được chưa đầy 1 lạng. À cũng giống để phòng. Thế bé là dùng phòng thương hàn anh có phòng cái gì không? Theo ấy, thương hàn này độc của anh lại độc úm thế mà. Amoc 75. Bé phải phòng thương hàn không anh? Đúng úm. Anh phòng theo ấy, thôi đại lý. À thuốc thú y người ta kia cho một cái bộ. Vẫn cho mình bộ luôn. Một cái bộ để mình có thể sử dụng. Ok ok. Cái này chú Amoc 75. Cái này giờ bên chú có đắt không? Mà Amoc 75 này tầm khoảng hơn 1 triệu đến 1.3 triệu. Thế bọn nó đắt nhỉ? Anh đang lấy vào 6.7 này. À 75, bọn em thì thông thường bán là 50, 75 em không bán. Em đoán là khoảng tầm 1 triệu, 1 triệu 3 tùy. Hôm anh bảo lấy 50. 75. 50 nhưng mà nó của anh thì anh cứ lấy 75. Nhưng mà liều dùng cẩn thận nhá, cứ đúng riêng kinh nghiệm dùng liều ở trên con ngan này anh cứ dùng đúng liều. À đúng liều. Thế vừa rồi anh hơi quá đấy. Hơi quá cũng được, không sao nhưng mà ý là nó sẽ an toàn hơn. Anh phòng mà. Bởi vì gói này, đây gói này một lạng nó ghi đây được nhiều lắm. Ôi, nó ghi 30-40 tấn. Ừ, một liệu trình của nó vẫn còn thừa từ ngày uống rồi. À, thế là hết lạng áo mốc đầu tiên. Đó, chưa hết lạng. Bởi vì nó khỏe mà, đúng không? À, anh ơi. Có một cái này, cái sàn em cũng đang làm trữ nước như này, cái bất lợi này không nhìn được phân. Không kiểm tra được, không kiểm soát được hả? Không kiểm soát phân. Đúng không? Nên là đôi khi là mình người ta bị tiêu chảy người ta phát hiện ra được ngay. Đúng cái này không biết. Mình không biết được, bất lợi cái duy nhất là cái đấy. Đúng thế. Chứ còn nếu mà mùi với lại mát thì được, nhưng mà
anh nên có như của em phải để một số chỗ không chứa nước để nhìn phân. Đấy là kinh nghiệm của em làm 2 năm nay em mới là kinh nghiệm đấy. Thôi cậu đang bận việc tí ạ. Đấy đúng rồi, cái đấy đúng không kinh nghiệm phân. Nãy định nói rồi bây giờ mới nhớ. Đấy. Là thế thôi, em anh chăn nuôi 1-2 lứa mới nhẹ cho ít không sao, nhưng nuôi nhiều là nó áp lực lắm. Là đôi khi là qua chương trình vừa